Ủa giữ đây, giữ đây. Vô. Bữa nay thắng lớn rồi. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Xóm Sáu TV của mình nha. Hiện tại anh Hai đang cắt mồi. Cắt mồi cua cả nhà ơi. Anh em mình chuẩn bị đi đặt lợp ăn bắt cá bóng. Hôm qua anh Hai bắt hơi nhiều nên sáng này chị Hai tấp mớ cua để nấu canh. Nó canh rau muống. Mình còn dương mớ để dép luôn ha. Mình còn dương mớ cái phần trên cái mai nó này. Cắt luôn. Nó phần gạch nó chứ nó đặt cũng có nữa đó. Chứ mà cái hôm lợp nó nhỏ để bự quá cái lợp cũng vô không được. Hôm nay mình tranh thủ vô mồi cua cả nhà, gần tới nơi rồi. Sủa quá sủa. Cái nọc cầu là địa điểm lý tưởng anh. Phía trước có ông bác làm cái đó là gì, gió cắt hả ta, gió cắt mini. Cái này mà loại nhỏ mà đi chụp tay bình thường là kêu cái gì ta, cái chụp ha, cái chụp thôi ha. Sáng giờ ông làm mấy ký rồi bác ơi? Thấy ông làm đây hoành tráng quá mà. Đây ngay bến nhà, ông bác ông thiết kế cái giao cắt nhỏ nè. Đơn giản thôi, kiếm đồ ăn. Đặt cái này làm gì có cua đặt. Đi bắt bác ơi. Mà cua cũng còn nhỏ, không bự. Còn bên đây là cây lùng cả nha. Ở quê mình có tên đó là cây lùng. Mình đó mình hay lấy mấy cây này nè để mình làm súng, làm đồ chơi rồi. Cái lá này mình vấn lại mình thổi. Sao? Trong này hẹp quá sao vô? Vô hồi sẽ nước lớn lên xuồng vô. Mấy cái đống tre, đống cây rất là lý tưởng để đặt bóng cả nhà ơi.
bà không đi, có đi câu không bà? Dạ. Dạ rồi, 4 mấy rồi. Dạ. 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 Ôi, ôi, cá điêu hồng kìa hai. Quyên bậy luôn cả nhà ơi. Trong mương nè, quá chừng rồi. Này có một đèn nữa nè. Khế luôn kìa. Này đi trái cây quá chừng rồi cả nhà ơi. Mà khế này à, có trái chín nè, có trái chín nè. Ồ vô. Mưa tới luôn rồi cả nhà ơi. Anh em mình tranh thủ còn mấy cái ha, đặt cho xong mình đi về. Nhớ cái lợp này dài lại vậy là sẵn thầu kiếm đã. Rồi đặt đây chút kiếm hai cái bóng thôi. Cái này thấy đặt nha. Dính nè. Dính ba cái gián nhọn lụm nè ha. Hai cái bóng nó chui dưới nó lên. Tệ lắm cũng phải. Nhớ nhà tao hồ chỗ này hai có hơn cặp số bóng. Tệ lắm cũng có hai con đúng không? Ừ, mà đặt à, không chạy nữa rồi. Bây giờ mình đi tới cả nhà mình thấy hai con nó đang nằm ở đây nè. Anh hai quay qua đặt luôn. Tính đặt xích đằng trước coi đặt.
cái đống cây này quyền bí lắm nha các nhà. Rồi anh em mình đã đặt xong rồi, còn anh em mình đi về cái nhà, lát nữa anh em mình đi dở đi thăm á, rồi mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Xin mời cả nhà mình chờ xem tiếp video như cả nhà. Rồi nãy giờ anh em mình ngồi chờ nước để thăm lợp cái nè, có mấy ông chú mới cho trái dâu. Rồi mình xin mời cả nhà ăn trái dâu nha. Có gồ gồ không? Ơi đỡ đỡ đỡ, bữa nay đỡ cả nhà ơi, bữa nay đỡ, cái này được ba con rồi. Có lý à anh ơi. Ủa giữ đây giữ đây. Vô 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 vô. Được chú ơi, được. Im hơn. Hai cái bằng nhau qua rồi. Vô cái gạch này ngon. Trời ơi mập chứ thấy ơi. Ê, có cái gì. Cỡ 5 con rồi chú ơi, mà bự bự không à. Rồi, ok. Ok chú thấy ơi. Hên quá. Trước khi đi được mấy chú cho trái dâu rồi, thấy có lọc rồi, thấy hên rồi. Dữ vậy hả? Ta hứa có hai con cá bóng nhờ cho mày con. Chỗ này đúng không? Ừ. Ngay bực thiệt. Không biết nó còn còn nữa không? Ta thấy được hai con. Thì đương nhiên phải nhiều hơn mới đúng ý đồ chứ. Còn. Con còn à? Ủa? Vậy là có con cá bóng như con thò lòi vậy anh hai ơi. Ừ, thấy bắt hai con còn. Vậy là hứa hai con nhưng mà có hai con nhưng mà không phải hai cái bóng nhau. Rồi trở lại cái điểm bí hiểm nè. Dễ từ từ coi. Trời hai con. Rồi được hai con gom góp cả nhà ơi. Mấy cái đầu ngon quá, phải như đều như mấy cái đầu vậy là mai chúng đậm luôn rồi. Ấm thôi, có không? Dạ. Có à, đây gai. Đâu có con nào không? Cậu làm ít con nhậu coi mày. Mới dở có 2-3 cái à. Ủa mẹ xài sống rồi, tao bầm tao kho lạc ơi. Dạ, có mấy con nè bé ơi. Trời ơi, chú này khoài sao nữa? Con tấm nâu. Trời ơi, cái con ngon khoe ông coi rồi. À đây. Anh thần ơi, thâu tèo ơi, mày đặt đủ mày thua cái thằng ngửa cái lợp của tao. Trời ơi. Thế tại gạch này nó vậy là quý ông ơi. Hôm qua đi ít lắm. Cái nghề nào chứ tôi thua nó, chứ còn nghề mà cá bóng này mày ở lại với cậu mày đi tèo ơi. Cảm ơn cậu sư phụ nữa nè. Không, nó tung tung á. Tung tung. Con cá mập à. Trời ơi, con này nó lung tung mà anh hai tưởng nó nguyên bậy không à. Mập thiệt cả nhà ơi con nè. Có ít vậy. Dạ có bóng không à cô? Dạ. Cơm chiều chứ cô? Chưa. Cô cái gì mà này chị với vợ ông Hoàng á. À dạ. Vợ anh Hoàng á, anh Hoàng cũng hai á. À dạ. Dướng cái này.
dối. Chỗ này té rồi, giờ té nữa hay gì? Té nữa quá, hồi trần quá, cái cậy ngầm với trần quá trần. Cầm cái vòng dính cái vòng. Để chết rồi. Điện nhớt. Nó lụm vòng nha, rồi ở dưới cái bọc. Rồi rớt bọc luôn. Cái này đỡ ra nè ơi, cái này bắt đầu đỡ rồi. Lung tung ơi. Lung tung rồi. Bắt đầu mình đi vô điểm đây mới ngon nè. Trong này là bí hiểm nữa nè. Thấy trong đó vô cái đường cùng nữa nha. Bình thường mới tới cái gạch cùng, mương cùng đồ. Cá gì lắm. Hello Mino. Đó, lung tung tôi mấy con lung tung. Có hai con mà lung tung dưới hả? Ơ có con cọc nữa kìa. Chỗ này hơi sâu đúng không? Ồ, thăm bằng chân luôn ta. Ôi, hai ơi. Ôi dồi, thằng khủng. Ôi dồi, mập đùi cái tao ơi. Ôi dồi, bự không hả? Ôi, làm sao còn gì á? Nào nấy út nút. Bởi vì có bóng nhớt được cái này nha, nhìn thấy cưng lắm. Thịt không à? Cái gì chạy? Nè, thăm bằng chân nữa à. Ồ, nó cái này tung dữ nha. Tung dữ không? Dữ. Anh hai cho hay cái này lung tung dữ lắm. Thấy chưa, em nói vô khúc này rồi. Khúc này quyền bí lắm nha cả nhà. Khúc này ngon mà. Nhìn cái địa thế quá đã. Bữa nay vô điểm thành công. Nói đi vô thêm bữa nữa. Rồi giữa phố anh cho kém lên. Cái nào cũng có chứ. Vậy là hôm nay cái nào cũng có chứ cả nhà, cái nào cũng trúng chứ. Ít lắm cũng một con cá bóng với con cá thò lòi chứ. Đây lại cái lợp nè, cái lợp bắt cá bóng của bác ba nè, nãy nè. Thì chỗ ba rửa chén này, chỗ này cá bóng lại ăn dữ lắm ạ. Đó, thăm bằng chân luôn. Rút được không? Sao? Trời. Trời ơi. Ốc không vậy? Ốc không à. Rồi. Rồi có chỗ này nãy giờ có cái này là hụt rồi đó. Cái nào cũng trúng cho con, cái này hụt kỳ vậy.
sáu, có bốn con còn nhỏ không? Ừ. Cũng được. Ô cái này cũng nhớt hả? Ờ cũng nhớt nhỏ, tôi muốn đen chứ. Cũng được, bốn năm con nữa mà. Có lung tung. Lung tung hả? Đó đó rồi, cái này dữ nè. Ôi cái này là một trong những cái trúng nhất cái nãy giờ này cái nè. Bởi vậy nói ngay mấy chỗ mà đống trà mà trà tre cái này nè. Hồi rồi là một khúc lọt cái nè. Wow wow wow, đã chưa. Lạng lạng chứ. Thấy không? Cái cá luôn hả? Cái không rõ không. Wow. Hai cái ngay chỗ mấy nhánh chè, bộ chè này là không á. Chỗ huyền bí. Hai con mập con ốm. Đó, giữ còn tổng. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi giời. Cái này có 200 g á cả nhà ơi. Nè. Quá đã. Hết rồi hả? Có cái này thôi hả? Nhớ trong hả? Hết rồi. Ồ, dữ vậy hả? Sao bóng dữ vậy hả? Dạ. Nhìn thấy ham quá cô ơi. Đen không trời. Ồ, có dính mấy con điêu hồng rồi. Khô à. Đem thăm cho. Đúng là xì bụt rồi. Đâu đâu con. Ôi, xin gỡ em ghê hả? Em gỡ em ghê hả? Mày nhỏ cái đeo đụng ghéo luôn nè. Em ghê hả? Này ơi, kiểu này chắc bị hai chữ quá. Rồi em ghe thì rồi ha. Có. Đừng có thò lầu ấy. Lầu dít queo nữa. Thăm kiểu này cái này không được thăm. Trời ơi. Dễ quê thiệt chứ. Cái cây có thôi, ngày cây có. Dễ quê. Ra ngoài sông, càng ra ngoài cái cửa sông lớn nó ít cả nhà ơi. Vô trong mấy cái đường cùng vậy chứ nó nhiều. Nãy anh em mình thăm từ trong ngược ra. Mấy cái này là mấy cái đầu tiên anh em mình đặt nè. Đặt từ ngoài sông ra vô thì nó không có chạy bằng ở trong. Còn cái cuối cùng. Đâu này nè. Thấy không? Em thử hè thử cái này thôi mà hồi ngoài này không thử quá trời ơi biết sao ngoài này không có thử quê lắm bây giờ anh hai có nó mới hay nè thầm bằng chân luôn ếch có mà chạy ếch thấy chưa thấy chưa em nói ngoài này không có bởi vì thôi nãy không phải do mình xui nghe ơi mà là do phía ngoài này không có cá bóng. Bởi vì nãy thăm phải mình dành thăm mấy cái ở đầu trong được rồi, mấy cái trong gạch cùng là có cá rồi. Rồi hết rồi cả nhà, giờ anh em mình về.
người ta lấy xô đổ cá bóng chị Hai ơi. Về tới nhà không thấy ai ra mừng hết trơn. Ồ, ở đây xây cá thôi. Nhờ chị ba mình đưa cái xô quá nha ơi. Đang gặp nè. Này anh Hai chút nha, đứa phải chị Hai nha. Hôm qua kia chị Hai chút bà cự quá trời cự luôn chị Thủy à. Cá chút cá lợ cá thò lòi không à. Hay quá. Ta chưa chơi bị gì còn không mà trong cái gạch cùng đó ngon vậy thôi. Trong gạch cùng đó thấy đặt có lý lắm. Chứ ở ngoài sông bự vậy mà không có nè. Trời ơi con ú ú đã không. Đây nữa nè nó. Đặt mày được về nữa ha. Ừ, cái nào cũng được kia là mừng. Đây để kiếm. Đây. Lắc lắc nó mới xuống nè. Đây, đây con cá mập. Cá bóng mà kêu cá mập ba này. Và chị ba này. Cá mập. Được mấy con cá mập đã. Đây nữa. Để thôi vừa chút cá bóng này la la cá mập cá mập đây. Đây cá mập cá mập. Chị Hai tưởng đâu dính cá mập đi, chị xuống coi à. Này. Đấy đổ đã chưa? Còn con. Đó, hết chưa? Mấy này chút rồi luôn hả Hai? Đây, bây giờ nó nhảy đúng không? Nhưng mà không có nước nó không nhảy đúng không? Bước lên bờ đi. Chút ra đi. Trời ơi nó mập là chị thấy. Ôi mà ôi mẹ ơi. Nè. Trời ơi. Không mà cá này đẹp ha. Đẹp thì đó. Cá này giá 200.000 ký quá. Con cá nhỏ nhỏ còn người giá 150.000. Trời ơi nhảy lên. Con này con gì đây? Con cá thò lòi luôn. Con này con gì đây? Nè, Thảo. Thảo ơi, con này con gì con? Con gì biết không? Con cá bóng. Con cá bóng. Cái này hả? Cái này chừng hơn ký gì không? Ừ, cái đó. Thôi anh em mình bữa nay đặt nhiêu đây cũng là nhiều cả nha. Thành công rồi đó. Thôi nó nhảy quá nhảy à. Thôi để mình kết thúc clip đi. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt mọi người. Bye bye.